Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Hatachi đây. Mình đến từ kênh channel CryptoHonic. Hôm nay mình lại quay lại để hướng dẫn các bạn săn airdrop để cho tiết nhé. Các bạn ghé qua kênh thì hãy cho mình một like video, một subscribe kênh CryptoHonic của chúng mình nhé. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ Ninja Wave 3 nhé các bạn nhé. Ninja Wave 3 Token Swap đấy. Thì mình có một cái bài hướng dẫn ở trên X Trọng Hatachi của mình nhé. Đây là cái kênh X của mình là Trọng Chữ Hatachi. Các bạn ghé qua cho mình một follow nhé. Một like, một comment nhé. Ok, thì mình có cái bài này. Hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn nhé. Thì cái bài viết thì nhiều khi nó không trực quan. Thì các bạn mới thì có thể là khó làm. Còn những người cũ thì chắc là cũng dễ làm thôi. Thì hôm nay mình sẽ ra video để dẫn những các bạn mới tham gia thị trường có thể làm dễ dàng nhé. Ok, thì cái Ninja Wave 3 này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 11 2023 nhé các bạn nhé. Thì hôm nay là ngày 23, thì còn 5 ngày nữa các bạn ạ. Ok, thì nó có sẽ có hai nhiệm vụ chính, đó nhiệm vụ là co tác thì là swap ETH bất kỳ token nào trên sàn DEX và được hỗ trợ bởi Ninja. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ bonus tag. Cái nhiệm vụ này các bạn có thể làm vào không nhé, không bắt buộc nhé. Còn nhiệm vụ co tag thì các bạn tham gia thì phải làm. Đấy. Nhiệm vụ bonus tag thì các bạn đấy swap ít nhất cái nhiệm vụ số 1 của bonus tag này là swap ít nhất 25 đô bất kỳ trên token nào này. Nhiệm vụ thứ hai là swap 20 lần trên 5 đô. Đấy. Nhiệm vụ số 3 tổng swap trên 1.000 đô. Càng nhiều deck khác nhau càng tốt đấy. Swap 25 đô trên ETH sang VKST ETH nhé. Nhiệm vụ thứ 5 là đánh giá DApp. Ok, thì nó có cái những nhiệm vụ như vậy. Để tham gia thì đầu tiên mình sẽ vào cái link tham gia ở đây nhé. Thì bạn kích vào cái link này. Ok, thì khi ra trong app thì bạn sẽ kết nối cái ví MetaMask của các bạn nhé. Thì mình đã kết nối với ví rồi đây. Đấy, ví dụ như mình chưa kết nối thì mình sẽ knock out ra. Thì bạn ấn vào sign in ở đây nhé. Ở đây nó có chữ sign in thì bạn ấn vào đây này. Đấy, xong bạn kết nối với ví MetaMask này. Ok, xong bạn ấn tiếp theo này. Kết nối này. Bạn ký nhé. Ok, sau đó bạn sẽ kéo xuống đây. Bạn và nhìn chữ Wave 3 chưa? Đấy, thì bạn ấn vào chữ Wave 3 ở đây. Thì trước đó mình cũng đã có những cái video hướng dẫn ở Wave 0, Wave 1, Wave 2 rồi nhá. Ok, thì bạn ấn vào Wave 3 này. Ok, Wave 3 nó hiện ra nhá. Thì bạn kéo xuống dưới này. Thì bạn nhìn thấy chữ cái chữ có tác ở đây nhá. Thì bạn kích vào đây. Đấy. Thì nó cũng có ghi đây này, swap ít nhất 25 đô. Đấy, sau khi đã trừ phí đấy thì đây thì nó bảo là sau khi đã trừ giá này và hoàn thành ở trên tất cả các cái deck nào mở được Nina hỗ trợ nhé. Đây thì mình ấn dịch tiếng Việt ra thì nó cũng nội dung như cái vừa bài của mình nói đấy. Thì bất kỳ mã thông báo nào được hỗ trợ đây. Ok, và trên cái sàn deck được hỗ trợ nhé. Thì các bạn phải hoán đổi từ ETH sang một cái mã thông báo khác nhé các bạn nhé. Phải hoán đổi từ ETH đi sang mã khác nhé. Chứ không được dùng cái mã khác hoán đổi sang ETH đâu. Phải dùng ETH hoán đổi nhé. Ok, thì mình sẽ ấn Start này. Đấy, thì ở đây bạn sẽ chọn một cái token này. Ok, thì mình để dịch sang tiếng Việt thì nó bảo là bạn có thể chọn hoán đổi ETH sang bất kỳ mã thông báo nào được hỗ trợ dưới đây. Ví dụ mình USDC, USDT rất nhiều token nhé. Thì đây là cái những cái token mà nó hỗ trợ nhé các bạn nhé. Không phải chọn mà những cái token nó hỗ trợ ở đây. Đấy. Rất là nhiều đồng nhé. USDC, USDT này, DAI này, BTC này. Đấy. Ok, rất nhiều đồng. Sau mình ấn next ở đây này. Đấy. Sau mình đọc ở đây thêm. Đây nó xem nó nói gì nhé. Các bạn có thể dịch sang tiếng Việt và đọc ở đây nhé. Thì nó cũng là những cái lưu ý chung thôi nhé. Ok. Thì
mình để lại tiếng Anh và mình sẽ ấn Next tiếp này. Đấy. Thì ở đây nó có các cái cầu, cái sàn của họ nhé. Các cầu và cái sàn nó đang hỗ trợ nhé. Thì bạn có thể là chọn bất cứ một cái mạng nào, cầu nào hoặc sàn nào nhé. Đấy. À giờ trên Linea của bạn có thể bất chọn cầu nào và sàn nào nhé. Mình sẽ chọn một cái sàn nào mà nó chưa ra token chẳng hạn. Chọn cái sàn xin swap này đi. Đây, continue này. Ấn xin swap nhá. Xin swap thì nó cũng là một sàn DEX AMM nhưng mà chưa ra token thì mình có thể trải nghiệm ở đây được. Ok, và đây thì nó bắt chuyển mạng Casin thì bạn ấn hủy đi nhá. Các bạn chọn ở đây này, bạn chọn mạng Linea ở đây. Đấy. Ok, xong bạn ok, sau đó bạn sẽ chọn một token để swap này. Mình sẽ chọn ETH này. Nó yêu cầu là phải chuyển swap ETH nhé. Sang một token bất kỳ. Ok, thì vào sàn này bạn phải kết nối với cái ví trước nhé. Đấy, bạn kết nối với cái ví của mình. Thì đây, sau đó bạn sẽ chọn token bạn muốn swap này. Ví dụ mình có USDC đây, mình sẽ chọn swap xong USDC nhé. Mình swap trên 25 đô nhé. Ok, mình làm sao swap trên 25 đô sau trừ trượt giá thì mình sẽ swap kiểu nó sẽ là 30 đô đi. Đấy, khoảng 28 đô này. Đây, hay khoảng 29 đô nhá. Mình swap. Mình có thể chọn phần trượt giá ở đây này. Nó có chỗ. Đấy. Ok, sau mình sẽ ấn swap này. Thì phí khoảng 0.19 đô. Ok, mình ấn swap này. Cái sàn này thì thoảng nó không tìm được cặp giao dịch ấy. Mình ấn lại nhá. Ok, mình sẽ chọn cái trượt giá cao hơn một tí để cho nó dễ tìm cặp đi. Ok. Mình swap này. Đấy, thì bạn có thể chọn trượt giá cao lên để cho nó dễ tìm cái cặp giao dịch tốt hơn nhé. Ok, thì phí ra ước tính ra là khoảng 0.69, 0.7 đô nhé. Ấn xác nhận này. Ok, thì nó báo transaction submitted nhé. Là nó đã xác nhận nhé. Đấy, vậy là swap thành công rồi nhé. Mình swap sang là 29 đô. Ok. Đấy, thì mình sau đó mình sẽ quay lại đây. Xong mình ấn Start Verification này, mình đấu dấu tích vào đây này, xong mình ấn Process này. Đấy, thì nó bảo đợi khoảng 50 phút nhé các bạn nhé. Đợi khoảng 50 phút sau sẽ quay lại và claim cái phần thưởng nhé. Đấy, thì mình sẽ cái nhiệm vụ này mình sẽ đợi 50 phút sau mình quay lại. Và mình sẽ claim được 150 XP nhé. Đấy. Còn khi bạn làm xong cái có tác này rồi thì nó mới mở ra cái tác bonus tác nhé. Thì hiện tại nó đang có cái biểu tượng khóa đây này, nó đang khóa. Thì phải làm xong cái này thì mới mở cho cái tiếp theo. Ok, thì 50 phút sau mình sẽ quay lại và mình sẽ claim điểm xong làm ở cái bonus tác nhé các bạn nhé. Ok, sau khi 50 phút chờ đợi nhé thì cái claim của mình nó đã sáng lên màu xanh này. Ở đây, chỗ này màu xanh và lúc claim sáng lên thì mình click vào claim nhé. Thì cờ nam cái 150 điểm XP này nhá. Đấy, được 150 điểm này. Ok, mình tắt đi này. Rồi, sau khi cái co tác một hoàn thành thì cái tác bonus nó đã mở nhá các bạn nhá. Đấy, thì bạn làm các cái tác ở đây. Như mình có viết ở đây này. Thì đấy, swap trên 25 đô bất kỳ token nào này. Đấy. Swap trên 20 lần trên 5 đô. Đấy. Ok, thì mình kích vào đây, chọn Next này, Next này. Đây, thì nó có các cái
sàn mà mình có thể sử dụng thì cái VerSwap này đang bị hack nhá, các bạn đừng nên dùng nhá. Mình có thể sử dụng các cái sàn khác, ví dụ cái sàn Incheck mà nó đang làm cái sự kiện này đi chẳng hạn, continue này, swap now này, thì cái Incheck này thì nó cũng đang chưa có token thì bạn có thể sử dụng cái sàn này nhá. Đấy thì mình có thể chọn swap nhá. Thì mình vẫn lại có cái USDC đây và 8 USDC này thì mình có thể swap ngược sang ETH. Bạn click vào đây để chọn cái mức trượt giá ở đây nhé, để 0.5 thì nó vừa phải nhé, swap được. Đấy. Ok thì mình chọn mark ở đây. Đấy, mark. Đấy. Ok xong mình ấn approve này. Mình đợi xác nhận trên ví nhé, mạng nó hơi lag một xíu. Ok mình chọn tối đa ở đây này, chọn tối đa này. Xong mình ấn tiếp theo, ấn chấp nhận này. Ví 0.26 đô để cho cái phê duyệt này nhá, approve này. Ok thì nó phê duyệt xong nhá, thì cái chữ swap nó đã sáng lên, thì bây giờ mình ấn swap thôi. Thì phí ra khoảng 0.55 đô nhá. Ok mình ấn swap này. Confirm swap này. Mình xác nhận trên ví MetaMask nhé. Thì ở đây cái ví MetaMask ở ước tính phí gas là 1.5 đô nhé. Ok mình ấn xác nhận này. Ok vậy là mình đã swap xong nhé. Đây nó đã báo transaction successfully này là đã xong rồi nhé các bạn nhé. Ok mình ấn Close. Và đây mình sẽ quay lại đây, mình ấn Start. Ok, đánh dấu vào đây, xong mình lại Process này. Thì những cái này nó đều phải bắt đợi 50 phút sau nhé các bạn nhé. Ok, mình sẽ chờ đợi 50 phút sau thì mình sẽ vào đây claim điểm nhé các bạn nhé. Ok, thì bạn swap 20 lần này và tổng pool 1.000 đô này. Swap 25 đô ETH các thứ này. Đây, swap 25 đô ETH sang VKS ETH thì cái này mình có thể làm được nhé. Ok mình làm cái này. Đây. Ok. Đây là những cái đồng nó hỗ trợ nhé. Đấy, nó có hỗ trợ đổi 4-5 đồng nhé. Thì bạn chọn đồng nào cũng được. Thì mình cứ chọn VKS ETH cho an toàn nhé. Ok mình next này. Next này. Thì đây nó cũng ra các cái sàn để bạn lựa chọn. Thì bạn nên cái sự chọn cái sàn, mình chọn sàn Izumi đi. Đấy. Mình chọn swap now này. Đấy, thì nó sẽ mở cái trang web của Izumi ra nhá. Ok thì mình đã từng sử dụng cái này và nó đã kết nối ví sẵn rồi. Thì mình sẽ chọn swap ETH sang swap này, sang một token là đây mình sẽ tìm kiếm vào đây đấy, VKST ETH này đấy, và mình swap khoảng như bài viết này khoảng 25 đô nhá, thì mình sẽ tra 25 đô là khoảng bao nhiêu ETH nhá. Mình sẽ vào coi cái cô thì nó có cái bộ chuyển đổi các bạn ạ, thì để mình chuyển đổi ra là 25 đô thì nó khoảng bao nhiêu vậy? Cái ETH nhá. Ok, để mình chuyển đổi này. Thì mình swap khoảng 30 đô đi cho nó an toàn nhá. Đây khoảng 0.0144 này. Ok, mình sẽ vào đây, mình sẽ paste vào đây. Đấy. 0.0144. Ok. Đây thì nó swap được 0.0125. Nó bị trượt giá các bạn nhé. Đấy. Ok thì mình đồng ý thì mình ấn swap, thì bạn có thể vào cài đặt đây mình xem là nó đang trượt giá bao nhiêu phần trăm. Đấy, 0.5% có thể ok. Ấn swap này.
thì ở phía khoảng 1.39 đô này, ấn xác nhận này. Ok, mình sẽ đợi một lúc để cho cái transaction nó được thực hiện nhé. Đấy, thì vậy là nó báo swap xong này, swap success xong rồi nhé các bạn nhé. Ok. Đấy. Vậy là mình đã swap xong rồi, thì bạn sau đó bạn có thể chọn swap lại ở đây. Thì mình sẽ để đây 1-2 hôm sau mình swap lại sau để lấy transaction sau. Ok, sau bạn ấn start quay trở lại cái trang làm nhiệm vụ, ấn start verification này, đóng dấu vào đây, chọn process nhé. Ok, thì nó cũng lại bắt chờ 50 phút nhé để nó cái cập nhật cái transaction của mọi người, nó verify cho. Thì mình ấn quay lại này. Ok, thì tiếp theo bạn nếu mà có được đủ điều kiện swap trên 1.000 đô và 20 giao dịch thì các bạn có thể swap nhé. 20 giao dịch thì cũng tốn khá là phí đấy, mỗi giao dịch một hơn 1 đô, 1 đô đến 1 đô rưỡi, thì 20 thì chắc khoảng khoảng gần 30 đô gì đó. Ở gần 30 đô giờ phí thì cũng khá là mặn nha các bạn nhé. Ok, tiếp theo là bạn sẽ chọn vào cái nhiệm vụ là cái vote cái DApp nhé các bạn nhé. Thì bài mình có nói là đây, đánh giá các cái DApp đây. Đấy, thì mình ấn start thôi. Đấy, xong ấn next này. Ấn vào đây. Ấn vào đây. Đấy, thì cái này cũng như cái video lần trước mình có hướng dẫn rồi ấy. Thì bạn kết nối với ví này, kết nối cái ví của mình thì mình đã kết nối rồi đây. Đấy, sau bạn chọn những cái DApp nào ở trên mạng lưới của nó bạn thấy đấy ok thì bạn đánh giá nhé. Bạn sẽ chọn ví dụ ở đây hoặc chọn sàn đất này hoặc là cái cầu bridge này, đấy thì bạn đánh giá. Bạn chọn view more ở đây. Ok thì mình sẽ đánh giá cái sàn này Izumi này chẳng hạn. Đây thì mình sẽ cho 5 sao vào đây này. Xong bình luận ở đây là Grid. Ok, xong mình ấn gửi. À, nó bảo tối thiểu là 10 ký tự nhé các bạn nhé. Đây, thì mình gửi xem nào. Ok, đấy thì đã được rồi nhé các bạn nhé. Ok, thì mình đã đánh giá thành công rồi đây này, 5 sao đây này, nó bảo bạn đánh giá thành công rồi này. Cảm ơn bạn, đánh giá của bạn đã được gửi đi. Đấy, vậy là mình đã đánh giá xong rồi nhé. Ok, thì bạn có thể request lại trang để đọc cái đánh giá của mình. Nhưng mà mình cứ gửi đi thế là được rồi các bạn nhé. Ok, đợi sau phần đánh giá nhé. Thì sau đánh giá xong bạn sẽ lại vào verify ở đây. Thì bạn có thể đánh giá nhiều DApp được nhé. Bạn có thể đánh giá nhiều DApp. Bạn chọn vào đây bạn sẽ đánh giá một cái DApp khác. Bạn thích đánh giá bao nhiêu DApp được. Ví dụ mình chọn cái dự án này chẳng hạn. Đây, thì mình cho 5 sao này. Xong mình đánh giá là anh em. Mình comment nội dung bất kỳ nhá. Đấy. Ok. Đấy thì mình lại đánh giá 5 sao cho dự án này. Đấy ok thì bạn đánh giá cho các bao nhiêu dự án cũng được nhá. Đấy. Thích đánh giá cho dự án nào, mình thích đánh giá cho dự án nào thì mình đánh giá. Mình tương luôn tiếng Việt không giấu luôn cho nó ngầu các bạn ạ. Ok, đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay lại cái trang nhiệm vụ, bạn ấn verify. Xong cũng đóng dấu vào đây, xong chọn process thôi. Và xong bạn lại sẽ chờ 50 phút nhá. Ok. Thì 50 phút sau mình sẽ quay lại đây và mình cửa nam boy cũng giống như trên thôi. Thì mình sẽ không quay lại cái 50 phút và cửa nam boy cửa nam XP như cái đoạn trên nữa. Thì mình cũng làm mẫu một lần nữa nhá các bạn nhá. Thì các việc cũng tương tự như vậy thôi. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong cái Ninja Way 3 token swap rồi nhá. Ok thì các bạn thấy cái nội dung video này và bài viết này hữu ích thì hãy cho mình like
một này một subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé, và hãy nhớ qua cái kênh X của mình là Trọng Chia Cha Chi cho mình một follow, cho mình một like và comment một bài viết nhé các bạn nhé. Các bạn ủng hộ mình thì mình cũng có nhiều động lực ra để viết những cái bài hướng dẫn các bạn và ra video hướng dẫn các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.